Thưa quý vị, vừa qua, Kiên Giang long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Đây là lễ hội lớn ở Kiên Giang và có tính kết nối cộng đồng sâu sắc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây nha. Trên các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Trần Phú, 3 tháng 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Rạch Giá đã được trang hoàng lộng lẫy, rợp bóng cờ hoa, pano áp phích, đèn lồng trang trí dọc dài trông rất bắt mắt. Em thấy bản thân mình rất là tự hào và cái lễ hội là Nguyễn Trung Trực đó rất là lớn, được kết nối cộng đồng với rất là nhiều người khác nhau. Mỗi khi mà lễ hội đến á thì có rất là nhiều các bà con ở các tỉnh thành khác đến đây để cũng như là để vui, để thờ cúng cũng như là các hoạt động khác của đình, rồi có các nhà từ nguyện nấu ăn cho các buổi trưa buổi chiều, nấu ăn cho các mọi người đến để mọi người nghỉ ngơi ăn uống rất là đông vui, và cùng mọi người có thể là đem đồ phần ăn đó có thể đem đi về. Bữa cơm này là tuy rằng nó đạm bạc chứ nó quý giá hơn bữa cơm cho sang của gia đình của mình, tại vì cái lòng cực khổ của người ta mà ta không để công mà ta vì chăm họ mà ta bỏ hết, mình mang ơn không hết nữa, mà mình biết bữa cơm này là nó quý báu hơn, như là cái gần muối dưa rau gì đó nó quý hơn cao hơn cái gì của mình tại gia đình mình tự làm có nồi cơm mà mình ta bỏ công sức tâm như gì nó quá bí nó quý này, nên vì á mình bỏ công việc làm về đây mình không có tiếc. Năm nay có rất đông du khách và người dân ở khắp mọi nơi về chiêm bái thắp hương tưởng nhớ ông Nguyễn Trung Trực. Địa phương và các đơn vị liên quan tiếp nhận hơn 300 tấn rau củ quả, gạo cũng như nước uống, làm nên những mâm cỗ chay, cơm chay, bánh tét, bánh bao, bánh xèo chay, bún chay, bánh canh chay, thiết đãi miễn phí cho bà con. Năm có lễ đổ thì gia đình của thằng tôi không có chắc gạo về tới tấn 2. Một thì chắc ở 500 ký một chợ nữa. Rồi vừa để cắt cỡ năm thi. Còn rồi hành đạo thì tôi thật chú bà con ăn được, tôi thấy vui rồi. Cảm thấy vui chứ không có gì chơi. Không. Vui chứ không có tật. Làm là vui, miễn khách ăn đủ là vui. Rồi, sợ khách ăn đủ người ta buồn. Mình sợ người ta buồn nên mình vui lắm. Nói chung thì những cái ngày kỷ niệm này thì mình phải tranh thủ lo những đồ ăn là thương thực này kia cho bà con cho đủ rồi, bây giờ thì về tới đấy thì mình đã phục vụ cho bà con cô bác hàng năm, năm nào nói chung là năm nào cũng như thế, phục vụ cho đầy đủ, đừng cho để thiếu thốn chưa thất thoát. Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là lễ hội của cộng đồng, của nhân dân, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tính xã hội hóa cao và kết nối cộng đồng.